lại đánh hai tiếng. Tiếng gì? Lại ra đánh luôn. Trúng chân giá rồi em bây giờ. Ai đánh con hả? Anh bà mà anh bà đánh ngay sau đó con, anh bà đánh con. Ờ, nếu dụ con nhắm mắt là nó đánh con hả? Đấy. Bình này nó muốn ăn tay vậy đó. Ai biết, ờ bữa nay mẹ